anh ở nhà nghỉ gì ấy, đi theo bọn thằng An, theo mấy thằng em. Thủ cầu quá kinh. Vẫn lên, cổ tay quá khỏe. Ok, xếp đấu thứ hai, một trận đấu rất hay. Điểm số 5-3. Vũ Minh giao cầu. Một pha bỏ cầu không chính xác, cầu vẫn trong sân rất nhiều. Điểm số 4-5. Văn Thiều giao cầu. Điểm cầu rất tốt. Cặp đôi bên kia họ thủ quá kinh. Minh Hải gặp Thiều Triệu. Cổ tay quá kinh khủng. Cầu ngoài sân. Hình như 23-21. Cổ tay quá kinh khủng. Tuy nhiên trong trận đấu thứ hai này họ đang bị dẫn trước với điểm 8-5. Phản cầu khá hay. Anh ở nhà nghỉ gì ấy, đi theo bọn thằng An, theo mấy thằng em. Thủ cầu quá kinh. Vẫn lên, cổ tay quá khỏe. Được. Tay quá khỏe. Đập cầu ngoài thì Trần Ngọc Triệu. Nam nữ là tiêu hao khá nhiều thể lực của Ngọc Triệu. Bắt cột. Ngoài sân, tiếp tục với trận đấu. Trận đấu thứ hai, điểm 11-7. Một pha né cầu rất nhanh và chính xác. Hay quá nhờ. 82. Rất tỉnh táo. Phản cầu ngoài sân. Thủ quá hay. Bỏ cầu chính xác. Đập cầu ngoài sân 12-14. Đập cầu tốt. Cổ tay quá khỏe. Vẫn còn kìa. Không còn nữa rồi. Đấu hay này cần có nhiều người xem hơn. Và cổ tay sợ rồi. Và ngược lại luôn. Hôm nay không đơn à? Đặt lưới rất hay. Hải giao cầu. Cầu lửng khá hay. Ép cầu tốt 19-16. Hôm nay nó đánh với cặp đôi Hải với Yến. Đây đánh trận căng đét luôn, 3 set. Đấy chuột rút mà. Đây Hải à? Không. Hải với động viên trẻ của Bắc Giang ấy. Cặp với chị gái của Triệu Đình Nam với Hải đó. Điểm số 20-16 nha anh em. Nhưng mà khi vào cầu thì nhanh lắm.
Cầu ngoài sân 21-17, vậy là chúng ta sẽ được chứng kiến C3